Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Kính thưa các bậc cao niên, kính thưa các vị đại biểu, những khách thập phương, kính thưa toàn thể nhân dân, cứ mỗi độ xuân về là các địa phương trong cả nước lại bước vào mùa lễ hội. Lễ hội năm nay Xuân Kỷ Hợi 2019, trong không khí nhân dân quận Bắc Từ Liêm nói chung và nhân dân của cán bộ phường Đông Lạc nói riêng đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập quận Bắc Từ Liêm. Phường Đông Lạc ngày 1 tháng 4 năm 2014, ngày 1 tháng 4 năm 2019. Nhân dân tổ dân phố Đông Lạc vui mừng háo hức cùng chung tay chuẩn bị cho tổ chức lễ hội đầu xuân. Hôm nay được sự đồng ý của thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và ban chỉ đạo tổ chức lễ hội truyền thống phường Đông Lạc, tiểu ban tổ chức lễ hội tỉnh Đông Lạc và cùng toàn thể tổ dân phố Đông Lạc long trọng khai mạc lễ hội truyền thống tỉnh Đông Lạc Xuân Kỷ Hợi 2019. Về dự khai mạc lễ hội truyền thống tỉnh Đông Lạc hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu đã tới dự. Đại biểu quận Bắc Từ Liêm, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Văn Thị Hoa, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận quận ủy quận Bắc Từ Liêm. Đại biểu phường Đông Lạc, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn An, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường. Ông Nguyễn Văn Thuận, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường. Bà Bùi Thị Thu Hoàng, phó bí thư thường trực đảng ủy phường. Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, thường vụ đảng ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường. Ông Tạ Hoàng Hà, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường, trưởng ban lễ hội truyền thống 2019. Cùng các ông bà trong thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, ban chỉ huy công an phường, các tổ chức đoàn thể phường, đại biểu phường Đức Thắng, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Dung, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân phường Đức Thắng. Ông Hoàng Văn Anh, thường vụ đảng ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường Đức Thắng. Ông Hoàng Văn Dũng, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Đức Thắng. Cùng các ông bà trong thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể phường Đức Thắng. Về phía cơ quan đơn vị, tôi xin trân trọng giới thiệu cùng về dự lễ khai mạc hôm nay còn có các ông bà là đại biểu các tổ dân phố của phường Đông Lạc, phường Đức Thắng, phường Thủy Phương, các đại biểu của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường có trụ sở trên địa bàn phường Đông Lạc, phường Đức Thắng, phường Thủy Phương, các ông bà là đại biểu các ban di tích, đình vẽ, đình Nhật Bản, đình Chèm, đình Phú Gia, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, đình Lương Sử, quận Đông Đa, cùng toàn thể nhân dân tổ dân phố Đông Lạc, những khách thập phương và các anh chị em trong nội giúp có mặt đông đủ trong buổi lễ khai mạc hôm nay. Đề nghị lễ hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Ngọc Hải, trưởng tiểu ban tổ chức lễ hội Liên Ngạc lên trình bày diễn văn khai mạc lễ hội. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tình thời bất nhiễm thần, định ba công vô lăng, và hôm nay thượng đẳng chiều và thần Thank you.
Thank you.